Welcome tất cả anh em trở lại kênh DHPG của miền này. Tiếp tục với con game mới Tân Đấu La Đấu Thần Tái Lâm thì video mình sẽ hướng dẫn anh em mấy cái cơ bản đầu game. Video này mình sẽ hướng dẫn anh em hai mẹo cơ bản lúc đầu. Thứ nhất là anh em tối ưu hồn hoàn. Thứ hai là anh em copy hai đội hình dị vực. Mình nhớ cái video trước mình cũng nhá qua hàng dị vực đấy. Đây dị vực cho anh em xem nhá, thử thách đảo phân tích này. Đảo này mình nhớ là anh em qua chương 12. Hai chương 11 đến chương 2 nó sẽ mở. Đây rồi nha. À đây, click vào tướng, anh em thấy không? Đấy, hai đội hình y nhau luôn. Như này thì anh em đi nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Tiếp đến là về cái hồn hoàn. Hồn hoàn này chủ yếu lúc đầu anh em hay dồn vào hai con. Thứ nhất là tanh, thứ hai là đêm ấy. Mấy con phụ kia anh em sẽ không lương được nhiều đâu vào. Thì cái túi lúc này là cho mấy con phụ đấy. Game này nó có cái cộng hưởng võ hồn. Khi mà anh em cho mấy con vào võ hồn này, kể cả anh em có trùng sinh tướng mấy con bên ngoài, nhưng mà mấy con trong này hồn hoàn nó vẫn vậy, nó không bị mất đi. Lên ấy, muốn tối ưu hồn hoàn mấy con phụ ấy, anh em trùng sinh xuống tất cả con. Cái game này anh em quay tướng ấy thì nó sẽ được cái hồn người quang này. Cứ được một con tướng là em sẽ được một cái. Nói chung là anh em quay càng nhiều thì càng nhiều cái reset tướng này. Còn về cái vé quay ấy, lúc đầu anh em quay ra mấy con tướng cần rồi anh em tích vé, đợi ra vòng qua hàng giờ rồi anh em chuyển. Vòng qua hàng giờ lông dân anh em chỉ cần chú ý cho mình hai vòng thôi. Thứ nhất là cái vòng độc này, thứ hai mình nhớ không nhầm là cái vòng có con đới bóng bạch cậu với con mình không nhớ là con gì, nhưng mà nói chung là anh em chú ý cho mình con đới bóng bạch cậu với cái tim độc. Bây giờ tại mình mới được có 16 vé x7 này, 18 vé tường, trong tiệm chắc là đổi thêm được tầm 15 20 vé x7 nữa. Nói chung là mình sẽ tích đợi ra cái team chuẩn rồi mình mới quay. Còn về cái tối ưu hồn hoàn này, đầu tiên nhé, bước 1 anh em trùng sinh xuống tất cả các tướng rồi anh em quên, lúc đầu anh em phải bỏ hết tất cả mấy con tướng trong võ hồn này, tại vì mấy con tướng hồn này anh em sẽ phải cho mấy con chính vào đấy. Bước đầu tiên nhé, mình nhắc lại nhé, bước đầu tiên bỏ tất cả vào hồn này rồi anh em đợi một tiếng xong rồi ấy, anh em vào tướng trùng sinh xuống tất cả rồi đeo 5 con củi anh em không xài, xong rồi anh em cho cái team chính vào cái cộng hưởng võ hồn, xong rồi anh em nâng đều level tất cả các con lên rồi anh em đeo hồn hoàn của mấy con chính cần lên là được nhá. Đeo xong thì anh em trùng sinh mấy con tướng xuống rồi cho mấy con tướng chính trong võ hồn điện ra rồi anh em lưng như bình thường thôi. Là mấy con phụ của anh em ấy không cần lưng lên neo đấy, nhưng mà nó vẫn được kích hoạt cái hồn hoàn anh em vào lưng chú ý nhá. Về cái túi ưu này lúc tự hành mình cũng quay qua video rồi, chắc mình sẽ gắn ở cuối video hướng dẫn sau cái mình copy hai cái trên kia nhá. Về cái dị vực này thì rất là dễ em ơi, phải gọi là cực dễ. Đầu tiên ấy anh em cần có một con tướng chết, đây mình sẽ thực hành luôn cho anh em xem. Đội hình này mình sẽ tháo khoan đã, sẽ lực chiến nhá, lực chiến 2k để chắc mình sẽ tháo con chính ra đi, tháo con đới ra này, mình tháo hết mấy con đêm ra rồi anh em cho một cái con cùi cùi chết đi nhá. Đây mình sẽ cho con tiểu vũ level 15 này, để thêm luôn con nhị long này. Khoan đã, chắc mình sẽ bỏ con đêm ra đi. Giờ mà cho con đêm vào ấy thì cái con tiểu vũ khéo khi là nó không chết em ơi. Đây mình sẽ cho con hỗ trợ vào nhá. Đây 3k3 đánh với 2k3, chắc mình sẽ cho cái con đêm vào đi. Đây cho con liếu như đang vào. Ok nhá, quẩy luôn. Đây tiểu vũ còn tí máu lại, khoan á. Ok chưa nhá. Đây mình sẽ bỏ qua nhanh này. Đây tiện chuyến mình qua luôn cái chương này nhá. Cái dị vực này anh em làm trên PC ấy, thì anh em phải cài cái bàn phím ảo nhé. Tại vì nó phải click nhanh mới được. Có anh em mà chơi trên điện thoại ấy, thì làm rất là nhanh luôn. Anh em chú ý nhá. Đây cái bàn phím ảo thì mình cài cái đội 1 là số 1 này. Đầu tiên ấy, ở cái trận hình thứ hai anh em đeo full mấy con chính vào nhá. Đây mấy con chính này. À quên cái con Trúc Thanh không phải con chính, mình sẽ rút ra này. Đây, đợt trước ấy thì mình xài con Chu Trúc Thanh kiếm chính.
Hiện tại bây giờ mình chuyển sang con Hải Mâu này. Hải Mâu này anh em đi map này, nhất là anh em đi bí cảnh cộng với hồn hoàn đêm rất là to luôn anh em chú ý nhá. À Ngân này, Diệp này. Ok giờ mình bắt đầu thực hành nhá. Mình sẽ nhắc lại, đầu tiên anh em cho một con chết, xong rồi anh em cập nhật cái đội hình chính ở một cái team ở đấy. Còn về thao tác mình sẽ nhắc qua nhá. Đầu tiên ý, anh em cứ cho cả hai con ra, cho con chết vào. Anh em rút tướng ở cái team 2 rồi anh em chuyển sang cái một. Anh em phải đeo cho nhanh nhá. Tại vì ý, nó chỉ có tầm 0,3 giây thôi. Anh em nào mà chơi trên điện thoại nhàn, còn anh em nào mà chơi trên giả lập ý, thì anh em nhớ cái thao tác nhá. Đây mình cho cái team 1 là số 1 này. Ok nhá, giờ mình bắt đầu thao tác cho em xem. Làm thật nhanh nhá. Đây mình sẽ làm lại này. Đây cho tiểu vũ lên nhá. Em chú ý này. Anh em phải làm thật nhanh vào. Tiếp tục nhá. Nếu mà anh em nhanh tay ấy, thì làm chỉ tốn có 1 phút thôi. Để cho mình thử nháy liên tục rồi mình chuyển sang 1 đi. Vẫn không được. Ai xui ghê nhở. Mẹ lúc quay ô làm mấy phát không được. Đây em thật nhanh tay nhá. Đấy được rồi em ơi. Mãi mới được. Anh em phải làm thật nhanh vào. Kiểu như là anh em rút tướng ở cái team 2 rồi anh em chuyển sang cái một. Anh em phải đeo cho nhanh nhá. Anh em mở nháy chậm quá là lại phải làm lại đấy, chú ý nhá. Đấy đã xong được một con đấy bóng bạch rồi. Từ cái con thứ hai ấy rất là nhàn luôn. Đây rút một con xuống cho chết lên. Đây, nháy liên tục cái con mở anh em muốn lên nhá, chuyển sang đội 1 này. Không được à? Chưa mình nhớ được mà nhỉ. Để mình sẽ thử lại nhá. Không được, mình lại làm như cũ. Đấy, rất là nhà này mày. Giờ đến con A Ngân nhá. Rút A Ngân xuống này, cho thể vú lên này. Đấy, nháy liên tục luôn. Không được thì mình lại làm lại thôi. Ok đã xong em ơi. Ngày mai mạng mình nó hơi bị nhạy nên là làm rất lâu luôn. Bình thường nếu mà mạng anh em mà hơi lag lag một tí thì làm nó sẽ nhanh hơn là anh em mạng ngon nhá. Đấy cái video anh em chú ý cho mình cái túi hoàn hoàn cộng với cái chữ vực. Cuối ô mình sẽ để đoạn mình túi ưu cái hoàn toàn cho anh em xem thực tế luôn. Tiện chuyến thì mình sẽ nhắc qua sự kiện nhá. Cái con game này lúc đầu game ấy nó sẽ có hai sự kiện, về sau mình không rõ nào nhưng mà nếu có hai sự kiện này ấy thì anh em bỏ cho mình cái sự kiện ám khí nhá. Đâu ám khí không nhỉ? Như là server mình hết rồi. Em bỏ cái ám khí anh em chơi cho mình cái sự kiện này thôi. Sự kiện này ấy, anh em chú ý cho mình cái mốc 40. Mốc 40 anh em sẽ được một cái ấn thần vị này để anh em lưng thần vị cộng với hai cái dương áo khí. Mình nhớ cái mốc trước cũng được thêm một dương nữa, tức là tổng cộng anh em sẽ có 3 dương. Tính ra 3 dương thì anh em cho mấy con chính xài ok, còn mấy con phụ anh em cứ cho xài tạm mấy cái ám lam ám trắng được, không sao cả. Chủ yếu là hai con chính, thứ nhất là con tanh này, thứ hai là con đêm. Nếu anh em mà chơi đêm phụ thì anh em vẫn có đủ 3 cái ám khí. Nói chung chung là sự kiện ấy thì anh em chơi cho mình cái quay vòng quay nhá. Còn về cái ám khí bỏ. Tiếp đến là về phần tướng lúc đầu game. Tướng ấy lúc đầu anh em chú ý mình con búp Diệp Minh Linh. Con này đến hiện tại bây giờ mình vẫn xài ấy. Nhiều trận con đối mộng bạch nó không tanh được mình vẫn phải xài con này. Tiếp đến anh em chú ý mình con búp Phúc Dân A Ngân và con khống chế cứng Đường Tam. Đấy chú ý mình hai con Cúc Dần nhá. Tiếp đến là con tanh cơ đối mộng bạch. Con đới này ấy, về sau anh em xài sập game luôn. Đường Tam có thể không xài. A Ngân ngon thật đấy, nhưng mà nếu anh em mà xài nó khác ấy, nó chỉ giảm sức mạnh đi thôi, nhưng mà không nhiều. Nhưng mà nếu anh mà không chơi con đới ông bạch không có tanh cứng ấy, toàn luôn nha. Đấy chú ý cho mình. Và đầu game anh em chú ý cho mình mấy con tướng đêm. Thứ nhất là Tiểu Vũ này, thứ hai là Chu Đúc Thanh. Map tầm 12-13 hơn lại thì anh em xài con Chu Đúc Thanh ok hơn. Còn lên cao ấy thì anh em xài con Hải Mâu ok hơn.
cộng với con tiểu vũ, mà tầm cái map 25 hơn lại mình đánh giá cao con hải mâu hơn. Thứ nhất là hải mâu ấy, anh em đánh hồn hòa này, bí cảnh rất là tít luôn, map cũng khỏe lên ấy. Lúc đầu ấy, anh em cứ dồn cho mình con hải mâu lên trước, tiểu vũ để về sau tính em ơi. Còn về phần là zone tướng ấy, nếu anh mà không muốn thoạt mấy cái bí cảnh ăn thứ ấy, thì em cố gắng zone ra con hải mâu rồi anh em chuyển tiếp. Còn về con đới thì anh em cố gắng thiết kế cái lạp đầu. Còn em mà không có điều kiện ấy thì anh em cứ chơi tạm mấy con tanh nhờ đới duy tư triệu vô cực. Đây cái video anh em chú ý cho mình mấy đấy. Thôi ok, mình xin kết thúc đây. Hẹn anh ở các video sau. Bye bye anh em. Later. Years later.